Sau hơn 4 tiếng đồng hồ, chương trình của chúng ta đã thành công rực rỡ với sự góp mặt, sự động viên rất lớn của các bạn cũng như toàn thể các hội viên để cho phép ban tổ chức chúng tôi lại tiếp tục những nghi lễ để chuẩn bị cho công việc ngày mai. Và sau đây bạn Mai sẽ có đôi lời để ý kiến với các bạn. Sau hơn 4 tiếng đồng hồ, chương trình gala đã thành công rực rỡ với bao cảm xúc dạt dào, chan chứa tình thân. Bốn phương trời đã về đây hội tụ, tay trong tay bao niềm, nuối tiếc, thời gian sao cho đi, mau vội vã. Mà dư âm còn đọng lại trong ánh mắt, trong nụ cười. Để khép lại đêm gala hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin được cảm ơn tất cả các bạn. Thưa các bạn khỉ thân yêu, để ban tổ chức cũng xin trân trọng thông báo và chương trình hoạt động trong ngày mai. Thời gian 6 giờ báo thức, 7 giờ vệ sinh cá nhân, 7 giờ... Thưa anh, tất cả các bạn, hôm nay chúng ta đã có buổi gala mùa thu Hà Nội thành công rất tuyệt vời. Và chúng tôi thay mặt ban quản trị thủ đô Hà Nội và ban tổ chức gala mùa thu Hà Nội xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều ạ. Hẹn gặp lại các bạn vào dịp... gala lần sau. Cảm ơn bạn Trương rất nhiều. Hẹn các bạn vào chương trình sau, và đặc biệt trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày mai, với chương trình trò chơi dân gian và sinh hoạt cộng đồng, chúng ta lại tiếp tục cùng đến với nhau, sát cánh bên nhau, chơi trong một ngày thật thú vị. Cũng như ban tổ chức chúng tôi rất mong muốn sự đồng hành tiếp theo trong chương trình sắp tới. Thanh Mai và Tự Trung xin kính chào và hẹn gặp lại. Các bạn.